Mừng các em đã đến với tiết học hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài 40, Hạt trần cây thông. Đối với bài này, các em cần tìm hiểu thêm trên sách giáo khoa sinh học lớp 6, bài 40, trang 132, 133, 134. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài. Đối với bài 40, Hạt trần cây thông, nội dung bài gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Phần thứ hai, cơ quan sinh sản hay còn gọi là nón. Phần thứ ba, giá trị của cây hạt trần. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng nội dung một. Một nhỏ, cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Để tìm hiểu nội dung phần này, em sử dụng thông tin sách giáo khoa mục 1, trang 132. Dựa vào thông tin đó, các em sẽ có bài tập. Chúng ta sẽ hoàn thành bài tập điền từ sau. Phần thứ nhất, rễ. Ta xác định kiểu rễ của cây thông, kích thước rễ. Phần thứ hai, thân. Dạng thân, kích thước thân, màu sắc của vỏ thân, số lượng cành trên thân. 3. Lá. Hình dạng của lá, số lượng lá trên cành con. Để hoàn thành được bài tập này, ngoài thông tin sách giáo khoa, các em sẽ tìm thêm một số hình ảnh sau. Đây là rễ của cây thông. Các em quan sát rễ của cây thông, đặc biệt chú ý về kiểu rễ, độ lớn của rễ. Một đoạn thân cành của cây thông mang cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Các em đặc biệt chú ý số lượng cành trên thân, màu sắc của thân, về lá, ta quan sát hình dạng của lá, số lượng lá trên một cành con. Qua hình ảnh quan sát được, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành bài tập. Cơ quan thứ nhất, rễ. Kiểu rễ chúng ta xác định được rễ cọc, kích thước to, khỏe. Cơ quan thứ hai, thân. Dạng thân, cây thông thuộc dạng thân gỗ, màu nâu, kích thước cao to, vỏ xù xì, số lượng cành nhiều. Cơ quan lá, về hình dạng lá, chúng ta quan sát được lá nhỏ, hình kim. Về số lượng lá trên cành, có 2 lá trên cành con. Đối với cây có 2 lá trên cành con, ta gọi là thông 2 lá. Cũng có loại thông 3 lá. Qua bài tập này, em hãy xác định cho cô cơ quan sinh dưỡng của thông có mấy cơ quan. Cơ quan sinh dưỡng của thông có 3 loại cơ quan. Thứ nhất là rễ, đặc điểm to, khỏe, mọc sâu. Thứ hai là thân, thuộc dạng thân gỗ, phân nhiều cành, có vỏ ngoài màu nâu, xù xì. Cơ quan thứ ba, lá, nhỏ, hình kim, mọc 2-3 lá trên một cành con rất ngắn. Các em sẽ ghi nhận thông tin này vào vở bài tập để chúng ta ghi nhớ. Đó là đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của thông. Như vậy thì đối với cây dương sỉ đã có mạch dẫn thì cây thông cũng có mạch dẫn, và mạch dẫn của thông
phát triển nhiều hơn so với mạch dẫn của cây dương sỉ. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang nội dung thứ hai, cơ quan sinh sản. Cơ quan sinh sản của thông. Phần này các em không cần phải nghiên cứu chi tiết, cô chỉ giới thiệu sơ qua để các em nắm. Cơ quan sinh sản của thông là nón. Đây các loại nón của cây hạt trần. Riêng đối với cây thông, các em quan sát hai loại nón của thông, đó là nón đực và nón cái. Nón đực thường nhỏ hơn nón cái, màu vàng, mọc thành cụm. Nón cái thì mọc riêng lẻ từng chiếc. Vậy, cơ quan sinh sản của thông là nón. Ngoài ra, thông còn có hạt. Hạt của thông nằm lộ trên lá nõn hở. Cho nên, ta gọi thông là cây hạt trần. Các em đặc biệt chú ý đặc điểm hạt của thông. Hạt thông có cánh và nằm lộ trên lá nõn hở, tức là nó lộ ra ngoài, cho nên ta gọi đó là cây hạt trần. Để sau này chúng ta sẽ phân biệt với cây hạt kính. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sang nội dung thứ ba, tìm hiểu về giá trị của cây hạt trần. Các em quan sát hình kết hợp với thông tin sách giáo khoa mục 3. Đây là những cây lấy gỗ. Ví dụ như thông ba lá, kim giao, hoàng đàn, thông trong sa mạc. Những cây hạt trần được trồng làm cảnh. Ví dụ như thiên tuế, chắc bách diệp, vạn tuế, bách tán. Qua hình ảnh quan được cho chúng ta thấy cây hạt trần có giá trị sử dụng như thế nào. Đối với cây hạt trần thường được dùng để lấy gỗ, ví dụ như thông, phơ mu, hoàng đàn, kim giao, vân vân. Đây là những loài cây gỗ quý có giá trị rất cao, gỗ rất tốt và thơm. Cây trồng làm cảnh, ví dụ như tuế, bách tán, chắc bách diệp, thông tre, vân vân. Đây là hai giá trị chính đối với những cây hạt trần. Các em nhớ cho cô và ghi nhận cây hạt trần có hai giá trị chính: lấy gỗ và trồng làm cảnh. Ngoài hai giá trị này thì trong thực tế cây hạt trần còn có nhiều giá trị khác, ví dụ như hạt thông, chắc bách diệp, tinh dầu pơ mu, tinh dầu hoàng đàn, tinh dầu thông. Các em tham khảo để nắm thêm thông tin. Ngoài ra, cây hạt trần còn được trồng ở ven bờ biển để chắn sóng gió. Mặc dù cây hạt trần có nhiều loại rất phong phú, tuy nhiên do giá trị thực tế rất cao nên cây hạt trần được khai thác một cách quá mức. Vậy thì giá trị của cây hạt trần sẽ được con người sử dụng, nhưng sử dụng một cách quá mức làm cho cây hạt trần bị cạn kiệt. Vậy chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ và phát triển thêm những cây hạt trần? Các em theo dõi thông tin hình. Chúng ta có thể trồng mới rừng thông, trồng mới rừng kim giao, trồng mới cây hoàng đàn, trồng mới rừng phi lao. Ngoài việc trồng mới, chúng ta cũng phải kết hợp chăm sóc, bảo vệ
và tuyên truyền với mọi người cùng bảo vệ. Chúng ta vừa tìm hiểu xong về ba nội dung của bài 40 Hạt Trần Cây Thông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sơ lược lại nội dung chính của bài. Nội dung thứ nhất, cơ quan sinh dưỡng. Cơ quan sinh dưỡng của cây thông có rễ thật, thân rỗ lớn màu nâu, lá nhỏ hình kim, có 2-3 lá trên một đoạn cành rất ngắn, mạch dẫn phát triển. Về cơ quan sinh sản là nón, có 2 loại, nón đực và nón cái. Giá trị của cây hạt trần có 2 giá trị chính, đó là trồng làm cảnh và lấy gỗ. Sau khi học xong bài này, các em sẽ hoàn thành cho cô nội dung kiểm tra đánh giá. Nội dung này các em sẽ làm vào vở bài tập để chúng ta khắc sâu kiến thức, gồm 3 phần. 1. Trình bày đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của cây thông. 2. Phân biệt cơ quan sinh dưỡng của cây thông với cây rêu. 3. Kể tên các cây hạt trần có giá trị. Em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ và phát triển cây hạt trần? Tiết học hôm nay kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Chúc các em học tốt. Chân thành cảm ơn các em.